Ok, chào các em. Thì như bài trước thì có dạy các em cách đầu tiên của tích phân trong cái đổi biến số, đó là cái đặt ẩn phụ ấy. Nó gọi là đặt cái biến t bằng cái căn. Nhưng mà tuy nhiên thì ở tiếp theo video này sẽ dẫn cho em một trường hợp khác. Ví dụ như cái trường hợp số 1, số 2 này. Thì nếu em đặt t bằng cái căn này, sau khi em bình phương lên thứ đạo hàm thứ sẽ không ra. Thế nói chung đại khái không không áp dụng được. Vì thế nên chúng ta vẫn đặt một cái phương pháp mới, đó phương pháp gọi cho là lượng giác hóa nó. Thì mấy cái cách này nói thật là tự nhiên cũng chẳng ai nghĩ ra đâu, anh nghĩ như thế thôi. Anh nghĩ là trừ các cái bạn gọi cho là quá siêu ra thì chắc không ai tiên nghĩ được cái cách này đâu, mà chẳng qua là đã từng được ai đó dạy rồi thì bắt đầu mới biết thôi. Chứ còn bảo anh tự nhiên anh nghĩ là sao đặt cái này là cái này chắc không nghĩ đến đâu. Thì thường ta chỉ theo cách đầu đấy, ta nhớ là chỉ có đặt t luôn bằng cái căn này thôi, ta bình lên thôi, đúng không? Đấy thì bây giờ ta vào luôn này. Thì với cái trường hợp 1 này, ta đặt x bằng trị tuyệt đối của a sin t. Cái t thuộc cái này gọi là, đây là điều kiện cho nó đúng thôi. Hoặc là đặt x bằng trị tuyệt đối của a cos t. Thì cái vấn đề cái t thuộc cái 0 đến pi. Đấy. Thì bây giờ thì có hai cách đặt này nó đều ra. Thì để cho các em đỡ rối, các em chỉ cần nhớ anh cách đầu hoặc cách thứ hai thôi. Em thấy cách nào em tiện thì em nhớ một trong hai cách thôi. Tại vì chẳng ai cho em thêm điểm nếu em nhớ được cả hai cách cả. Nên chỉ cần nhớ một trong hai cách để nó làm thôi. Và nếu đã nhớ sin thì em nhớ hết là sin, vì em thấy bên cạnh sẽ có cái kiểu tương tự, là nhớ sin, nhớ hết là sin cho nó khỏi bị nhầm. Đấy, ví dụ ở đây tự nhiên thì ta không thể nghĩ được cái này, đúng không? Nhưng mà sau khi ta biết nó rồi, ta có thể thử lại xem nó đúng hay sai. Tức là ta có thể thử ngược, ví dụ như là a sin t thì tại sao nó đặt như vậy, thì ta sẽ thử lại bằng cách khi thay ngược vậy thôi. Thì chuyện tuyệt đối của a sin t, đầu tiên là có a bình thì trừ đi x bình mà lấy trị đối của a sin t bình thì sẽ bằng là a bình sin bình t, đúng không? Em sẽ thấy được là nghĩ thì không ra, nhưng mà nếu mà biết rồi thì thấy hoàn toàn đúng nữa. Chẳng qua là không hiểu vì sao tự nhiên người ta nghĩ ra vậy thôi. Nhất là mấy cái về sau, còn cái dạng lượng giác hóa khoảng 7-8 dạng cơ. Đấy thì mấy dạng đầu có thể có một số người nghĩ được, mấy dạng sau còn không thể nào nghĩ ra được cơ. Mà cứ phải có ai đó dạy thì mới biết được. Nó sẽ bằng là căn của a bình rút ra thì phải là 1 trừ đi sin bình t, không? Và ta có sin bình cộng cos bình thì bằng 1, đúng không? Vậy 1 trừ sin bình thì bằng cos bình. Vậy nó sẽ bằng là căn của a bình cos bình t. Đấy. Chứ phải bây giờ có thể rút được khỏi căn không? Đi bình bình thì rút ra được khỏi căn là trị tuyệt đối của a cos t, không? Đấy. Đấy. Thì nó hoàn toàn có thể tính được như vậy. Tương tự với nếu là thay cos vào đây thì đơn giản là 1 trừ cos bình lại ra sin, rút từ sin ra thôi. Đấy, cách như thế. Tương tự với cái hai này. Cái hai này thì nó phải đặt ngược một chút. Nó đặt là x thì bằng a trên với cái trị tuyệt đối của a trên sin t, với t thuộc cái đoạn từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2 và khác không. Tại sao? Vì cái sin sin không nó bằng không thì nó vô nghĩa mà. Đấy thì chỉ nó giống điều kiện bên này, chỉ khác thêm khạch đi cái điều kiện nó cho nó có nghĩa. Tiếp tục x bằng, hoặc là đặt x bằng trị đối a cos t, với t thuộc từ 0 đến pi và bỏ đi pi trên 2, đơn giản là cos pi trên 2 bằng 0. Đấy thì nó sẽ bị vô nghĩa. Đấy thì em chọn một trong hai cách, thì em bên này em chọn sin thì bên này em cứ chọn tiếp sin cho anh. Và em chọn cos, chọn tiếp là cos cho nó đồng nhất, cho nó khỏi bị nhầm. Thì cái này tại sao ta đặt thêm cái phân số, đặt thành kiểu phân số thế này? Thì thực ra vì nó ngược này, nếu như em đặt giống như bên này, em thấy bên này chỗ đầu là a bình, chỗ sau là trừ a bình. Nó ngược một chút. Thì nếu em đặt như cái cách cũ ấy thì em sẽ được là căn của x bình ở đây, tức là nếu đặt như cách cũ nhé, thì được là a bình sin bình t trừ đi a bình, thế phải em bằng là rút cái a bình chung ra, không thì bằng là sin bình t trừ 1. Thì cái này nó lại không thuộc trong cái sin bình t trừ 1, lại không thuộc trong cái công thức lượng giác nào để cho nó ấy. Thế nên bây giờ mình hạ bậc xuống thì cũng rắc rối, nói chung nó không thuộc các phương pháp, vì thế nó không thể chuyển thành một cái khác bình được, không thể chuyển thành hết bình phương để rút ra ngoài căn được. Vì thế là đặt theo kiểu phân số này, phân số thì khi em duy quy đồng ấy nó sẽ xuất hiện cái dấu trừ. Lúc đấy thì ta lại kiểu về cái dạng trừ kiểu công thức sin bình cộng cos bình bằng một ấy, thì ta có thể đổi, ta lại có thể xử lý rút ra ngoài được. Tức là cụ thể như sau. Tức là khi em biết rồi em muốn kiểm tra lại như thế này, sẽ bằng căn của x bình ở đây, tức là đấy giả sử anh lấy là sin thì bằng trị tuyệt đối của a trên sin t thì sẽ bằng là a bình lên thì bằng a bình trên sin bình t trừ đi a bình. Giờ em rút cái a chung ra, đúng không? Thì có phải nó bằng 1 trên sin bình t trừ 1. Đấy. Bây giờ em quy đồng lên, có phải nó sẽ bằng là căn của a bình với lại là 1 trừ đi sin bình t
trên sin bình t. Thì em có thể thấy bây giờ 1 trừ sin bình t thì lại ra thành công thức, nó lại thành cos bình được rồi. Cos bình trên sin bình có phải là cos trên sin không? Cos trên sin thì có phải là ra được cotang không? Cotang bình không? A bình cotang bình đúng không? Thì người ta có thể rút được quả số căn được rồi. Đấy, thì cách làm chỉ như thế thôi. Bây giờ anh cho em một cái ví dụ luôn cho nó dễ tính. Đây, sẽ lấy ví dụ luôn bài này cho dễ. Để xem ví dụ là dễ nhất. Ví dụ là tính một cái tích phân của y bằng chỉ đối từ bằng tích phân từ cận từ 0 đến 1 của căn của 1 trừ x bình dx. Đây thì em thì nó quay lại đoạn trước thì tức là nó giống cái cạnh của căn của a bình trừ x bình. Nó thuộc cái dạng này vì a ở đây nó ứng hàng số thì hàng số đây là 1 trừ x bình giữ nguyên rồi đúng không? Đây thì với dạng này khi em chưa biết thì em rất khó khăn, nếu là thằng t luôn thì chắc chắn là không ra rồi. T bằng căn luôn chắc chắn không ra rồi. Thì bây giờ ta đặt như sau. Ta đặt x bằng sin. Nãy mình viết thì cái gì nó giống đồng bộ nhỉ? X bằng sin t. Tại sao viết luôn x bằng sin t, vì đây a bằng 1, 1 nhân cái gì bằng mấy thì viết luôn là sin t cho nhanh. Đúng không? Bây giờ ta có phải ta có vi phân đúng không? Thì x đây thành dx đúng không? Sin sin t thì ra là cos. Cos t dt. Sin thì đạo hàm ra cos mà. Dt dt dt. Rồi bây giờ ta lại đổi cận tiếp. Cái này thì ghi thêm điều kiện vào nhé, chỗ này để cô đại khái ghi điều kiện đằng trước một tí nhé, nó hơi gập tí. Đây thì mấy đầu chưa quen thì cứ nhìn lại thôi, trừ pi trên 2 đi, pi trên 2. Sau khi em ra kết quả em đối chiếu lại điều kiện xem có đúng không là được. Đổi cận, là x này, t, xt này, cận là 0, 1 này. Đây, bây giờ em thay vào đây. Em thay với x bằng 0. Em tính cái sin 0. Thì đây cứ bấm máy tính cho này nhé. Tại vì nó chẳng tội gì ta phải nhớ gì cả. Cứ bấm máy tính đi. Sin 0 thành 0 này. Đúng là ta có cái bảng các góc đặc biệt bắt buộc phải nhớ đấy. Tuy nhiên thì bây giờ người ta đem máy tính vào rồi thì cũng chẳng việc gì ta phải nhớ cả. Cứ bấm luôn máy tính cho chắc. Nên sin 1 thì nó bằng pi trên 2. Chúng ta không cần phải giảm, không cần phải tỏ ra chúng ta thông minh, ta nhớ ra thì ta cứ thấy cái gì tiện ta bấm thôi. Đấy, thì bây giờ y sẽ trở thành cận là 0 thì vẫn là 0 này. Cận 1 thì chuyển thành pi trên 2. Bây giờ thì cái đầu cái ta phải thay lại cái biến đã đổi. Nó sẽ bằng là căn của 1 trừ đi. Như là ta đã đặt x bằng sin t rồi, thì đây là 1 trừ đi sin bình t. Cái dx là thành là cos t dt. Dx này bằng cos t dt, thay cái dx bằng cos t dt. Thì dùng nhân đấy. Sẽ tiếp tục sẽ bằng cận từ 0 đến pi trên 2. 1 trừ sin bình thì là cos bình đúng không? Đây trị tuyệt đối của cos bình. À quên, rút rút ra thì còn trị tuyệt đối của cos thôi. Cos t. 1 trừ sin bình là cos bình mà, khai căn ra thì phải bằng cos t không? Nhưng mà cos t dt tiếp tục nó bằng cos nhân cos thì ra cos bình rồi, là tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cos t bình dt. Thì bây giờ đến chỗ này em thấy rồi, nó cái này bình, cái có cái cos t bình này. Thì bây giờ ta tiến hành bước đơn giản, ta dùng công thức hạ bậc thôi. Nó có là cos x bình thì bằng 1 cộng với cos 2x trên 2 đúng không? Thì bây giờ ta quy đồng nó lên thì có phải là 2 2 cos bình x bằng 1 cộng với
code 2x đúng không? Đây thì bây giờ ta chỉ cần để cho nó giống nhau thì ta nhân cái này lên 2 đúng không? Thế thì là tự cụ thể thế này, 0 đến pi trên 2 này của code bình t dt. Tức ta không muốn viết cái kiểu phân số này nó loạn, nhưng mà thì em chỉ đơn giản thôi, nhân lên thứ hai thì em giảm đi 2 đây, 1/2, hoặc đơn giản hơn nữa em lấy luôn cái đầu này đi. À thôi, không, mình viết như vậy thì dễ hơn. Tức là em cứ thể tưởng tượng cái này, này là 1/2 nhân cái này, em rút 1/2 hằng số ra ngoài. Đấy, cũng được. Đấy thì giờ 2 1/2 nhân với 2 cốt mình t nó sẽ bằng tiếp. Sẽ bằng là 1/2 tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cái này thế lại bằng 1 cộng với cốt 2x rồi. Nhưng mà đây là 1 cộng cốt 2t, ta để biến t. Còn kia là ta lấy lại công thức cho em nhìn thôi. Tất cả dt. Đến bây giờ thì em chỉ cần tách thành hai cái tích phân nhỏ thôi. Bằng 1/2 tích phân từ 0 đến pi trên 2. Đây là tính chất của tích phân nhé, ta có thể tách một cái cụm tích phân cộng này thành nhiều cái tích phân nhỏ cộng lại với nhau. Của dt cộng với 1/2 của tích phân từ 0 đến pi trên 2 của cos 2t dt. Bây giờ thì đơn giản rồi. Cái này là 1 đúng không? Thì sẽ quay thành hình t không? Tại vì t đạo hàm bằng 1 mà. Tương tự như x đạo hàm bằng 1 đấy, thì t đạo hàm cũng bằng 1 thôi. Đây là 1/2. Cái này có chung 1/2 thì rút 1/2 ra cũng được. Không thì viết từng cái 1/2 một cũng được. Cận từ 0 đến pi trên 2 cộng với 1/2 cos. Cos thì bây giờ làm sao? Cos là sin. Sin 2t. Đấy, cận từ 0 đến pi trên 2. 1/2 sin 2t cận từ 0 đến pi trên 2 đúng không? Bây giờ nó chỉ cần thế mà thôi. Một phần hai này t này, t đây pi trên 2 này, không thì hết rồi này, là pi trên 4 rồi này, cộng với 1/2 của sin của 2 nhân pi trên 2 còn sin của pi trừ đi 1/2 sin 0. Đấy thì nó sẽ bằng pi trên 4 này 1/2 sin pi. Những cái này mà không thì lâu cũng chẳng nhớ nữa, với máy tính thôi. Đúng rồi, sẽ sinh không nữa. Đúng, hai cái này mới hết. Đấy thì kết quả nó bằng pi trên 4. Pi trên 4 nó thỏa mãn cái điều kiện ban đầu ấy. Nên ra cái này nó chính là đáp số. Để cho chắc ăn nữa thì bấm lại máy tính một lần. Bấm lại máy tính cho nó yên tâm. Bấm là nhập lại cái dấu tích phân à. Căn của 1 chữ x bình. Cận từ 0 đến 1 bằng nó bằng là 0,7853 gì đấy. Thì cái này là do ta đang để cái hệ thường, ta chưa đổi sang cái hệ radian. Nếu em để radian nó ra được pi trên 4 cho em cũng chẳng sao cả. Bây giờ ta bấm lại cái pi trên 4 thôi, đổi cho hệ thường pi trên 4 ra bao nhiêu, pi trên 4 đấy. Bây giờ mình đổi nó về số khác thôi. Đấy nó thấy vẫn là 0,753 mấy đấy, thì ra nó ra được kết quả rồi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta mỗi ngày ta nhớ một tí vậy thôi. Chào các em. Có bổ sung một chút là lúc nãy ta bị nhầm một chút. Áp số thì không đổi tại vì vô tình cái sin không với cái sin pi nó đều bằng không, thành ra nhân cái gì bằng không. Nhưng mà đúng chuẩn chỗ này, nếu mà em hay tinh ý người ta vẫn trừ được điểm với em. Cái này ấy, nó sẽ phải là 1/4 chứ không phải là 1/2 nhé. Tại sao? Tại vì bây giờ nên đạo hàm ngược cái cụ 1/4 sin 2t là biết thôi. Em đạo ngược cái cụ 1/4 sin 2t này, thì phải là sẽ bằng là 1/4 nhân sin đạo hàm cos 2t không? Tuy nhiên cái 2t bên trong nó lại là một, nó ứng với cái u mà ta hay học trong cái đạo hàm đấy. Nhưng mà đạo hàm thêm lần nữa, tức là sẽ bằng là 2 nữa. Thì nhân ra nó là 1/2.
Duy nhiên đã phải ghi có 1 phần 2, tức là đã quên đi cái bên trong, chưa tính đạo hàm đúng không? Đấy, tức là trừ đi 1 phần 4, 1 phần 4. Nhưng vì hai cái này đều bằng 0 thì đáp số ta vẫn đúng. Đấy, thì anh đính chính lại một chút rồi em, thế này là 1 phần 4 nhé. Đấy, thì xin chào các em.